Xin chào tất cả mọi người trong khóa học chìa khóa đọc Việt khóa 1. Mình tên là Lê Thị Thanh Tuyền, mình đến từ gia đình số 8. Trải qua một tháng học cùng với các anh chị em trong gia đình mình thì cũng sắp tới ngày tổng kết khóa học rồi, thì có thể nói đây là một cái khóa học vô cùng bổ ích đối với bản thân cũng như đối với các anh chị em trong gia đình của mình. Một khóa học đầy bổ ích với rất là nhiều bộ công cụ, hồ sơ học, DISC, quản lý cảm xúc nè, rồi nhân tướng, tư duy nhân quả. Trong khóa học này thì mình cảm thấy là mình tâm đắc nhất chính là tư duy nhân quả. Thì qua tư duy nhân quả thì mình đã dần dần chuyển hóa được tâm thân của mình và có một cái sống vui vẻ hơn rất là nhiều, cũng nguồn tích cực tâm hơn nữa. Cũng xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn BKE đã có nhiều khóa học bổ ích đối với mình. Mong rằng BKE cũng như là ban tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành với các anh chị em viên trong các khóa học sau, để có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến cộng đồng và giúp cho cộng đồng ngày một sống tử tế hơn. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn BKE.